Dạ cả anh em nha, thì hôm nay em quay trở lại với anh em là lô chữ cờ là chữ C đấy ha anh em. Đó. Đây. Thì lô hôm nay là 15 con. Đầy đủ luôn, tôm gà trời lực đầy đủ hết luôn ha. Tầm 1 triệu mốt hết luôn nha anh em, triệu mốt tới hàng trên 1 triệu cử, ở dưới là từ triệu gửi tới 2 triệu. Đó, cực kỳ dễ xài cho anh em luôn. Rồi, thì nhanh gọn lẹ vô thì test con nào nói cái chi tiết của nó luôn ha anh em. Thì số điện thoại của em là 0917414042. Đó thì cái đó là số điện thoại của em. Con cũng là Zalo luôn ha. Rồi, con đầu tiên, con C1. Rồi, con C1, con Tanaka. Tanaka mặt phẳng ha anh em. Kịp việc phía sau ha. Đồng 30 ly, 20cc. Le đỏ tự động, quanh bà gồ, tiết kiệm xăng ha anh em. Tùm gầy, tùm nhôm luôn. Lắp ghim luôn nha anh em. Tanaka ha. Gà dữ. Bình xăng trắng tinh luôn nha anh em. Đó, con này thì em cũng hay gọi là Tanaka mặt phẳng. Đó, còn anh em nào thích thì gọi là Tanaka sao. Con này thì đa phần là nó đều là le đỏ tự động quanh bà gồ tiết kiệm xăng hết nha anh em. Con này là cái chỗ cái bugi nè, cái chỗ bugi nè là nó kiểu nó như vậy hết anh em, chứ không có phải là nó bị bể ha. Cái kiểu của thằng Tanaka nó như vậy đó. Nhiều anh em nói nhận máy nói là nó bị bể là không phải nha, ghi nó là gì đó. Con này thì cái tiếng nổ anh em nghe là mắc mê liền hết anh em, giật lại nữa quá khỏe máy nghe tiếng quá dữ. Cực kỳ bốc luôn ha anh em. C1 Tanaka nồng 30 ly 20cc ha, giá 1 triệu mốt. C2 Makita bình xăng trên. Tiếng máy chạy nghe cực kỳ ấm ha anh em, cực kỳ nhẹ nhàng. Con này nồng 32 ly, 22cc, nó bình xăng trên nhưng mà kiểu như là thiết kế gọn nha anh em, máy nhỏ nên nó gọn, nhìn nó cực kỳ dễ thương luôn nè. Đó nhưng mà con này khỏe, cực kỳ khỏe nha, tại vì nó bình xăng trên, nó chạy chế dinh chế quạt khí nè. Đó thì cái khóa xăng thì khi mà nếu mà anh em chốt thì xăng em sẽ khóa lại như vậy. Đó thì anh em xài thì anh em mở cái này ra để cho xăng nó chảy ha, chạy suốt, chứ để nhiều anh quên mở khóa xăng á, giật hoài không chạy là do nó có xăng rồi, nói máy nó bị vấn đề. Đó thì anh em mấy công bình xăng chơi thì anh em đi cái chỗ khóa xăng giùm em ha. Tôm gậy anh em. Tôm nhôm luôn, công tắc ở đây ha. Láp còn tem đầy đủ luôn, trắng cỏ bằng sắt luôn anh em, đồ bò ghim. Đây, chân trống đây ha, chân chổi nè. Máy bình xăng chơi mà nhỏ gọn nhìn cực kỳ dễ thương anh em. Mấy con này phù hợp gia đình ha. Thì xăng thì nó có hơi uống đó, nhưng mà cái nó khỏe. Đó thì được này mắc kia hơn anh em, thì tùy theo trường hợp anh em xài ha. Rồi C2 Makita nồng 32 ly 22cc ha, giá 1 triệu 2. C3 Gobin. Con này là có trợ lực nha anh em ha. Con này nằm 32 ly 21cc, có trợ lực, chạy chế quanh bà gồ tiết kiệm xăng nè. Đó, chơi dinh ha, tâm liền tâm nhôm, công tắc ở đây luôn. Lắp còn tem đầy đủ ha, Gobin NB21 đầu bộ gin luôn, xuất sắc, tem mát đầy đủ luôn, quá đẹp. Bình xăng cũng còn khá là trắng ha, mất in cho băng. C3 Gobin nồng 32 ly 21cc ha, chạy chế quanh bà gồ tiết kiệm xăng, giá 1 triệu 3. C4 Hitachi.
cái con này màu áo của nó giống như là em làm máy cắt cỏ, bán máy cắt cỏ mà em mặc áo trắng vậy đó anh em, nó dính rồi là nó không chùi ra được đó. Thì con quỷ này cái áo nó cũng vậy luôn đó, nó hay kiểu như cái màu áo nó hay kiểu như là nó cực kỳ nhạy cảm với mấy cái sình, em sình dính vô rồi là không bung ra được đó. Thì con này nó chủ yếu là cái bề ngoài nó không có được đẹp thôi, chứ con máy là cực kỳ khỏe ha, nòng 34 ly 26cc đó, mà nó chỉ có 1,4 triệu thôi. Tại vấn đề là nó kệ gì nó hơi bị dơ nè, này là không có ga đó, thì cái bị nó mắc giá chứ con máy vẫn là còn ngon ha. Con này cũng liền tim nhôm luôn anh em, nguyên cây luôn, đầu bộ ghi luôn đó. Nếu mà một anh mà xài máy mà không có quan trọng về bề ngoài đó thì lấy những con như thế này, công suất to nòng lớn mà giá rẻ 1,4 triệu đó, chạy chế zin ha. Rồi C4 Hitachi nòng 34 ly 26cc ha, giá 1,4 triệu. C5 Shindewa con này xin đi qua bugi đứng nha anh em, đặc biệt là bugi đứng nha, họ mấy con bugi đi đó đứng là anh em là không có thường được ha, khỏe lắm nha anh em. Con này đặc biệt cái đó là có trợ lực, có dây thiều, chụp giật trợ lực dây thiều đó, nòng 32 ly 22cc, chạy chế quanh bờ gồ tiết kim xăng đó, quanh bờ gồ tấm liền tấm nhựa ha. Con này thì gin nó là một tay cầm, nếu mà anh em không thích một tay cầm thì em sẽ thay cái tay ra đôi sườn châu cho anh em đó. Đây lắp còn chữ Shindewa 2200 ghiên luôn nha anh em, bình xăng thì trắng tinh luôn đó. Cực kỳ nhỏ gọn mà nhẹ nữa nha anh em à. Rồi C5 Shindewa 2200 chụp giật trợ lực dây thiều ha, chạy chế quanh bờ gồ với kim xăng, nòng 32 ly 22cc ha, giá 1,4 triệu. C6 là một em Shingu con này nòng 34 ly ha, 26cc, con này có trợ lực nha anh em đó, bình xăng thì trắng tinh luôn, áo thì đẹp giả mang luôn, giả mang con ngang luôn anh em, tum đèn tum nhựa mà mới nè. Con này thì công tắc ở trên lớp luôn ha, một tay cầm còn tem luôn nha anh em, còn hình con thỏ luôn nè, double grill luôn ha, xuất sắc luôn, chế zin nha anh em. C6 Shingu nòng 34 ly 26cc ha, giá 1,5 triệu. C7 Echo 240 còn sao không, C7 Echo 240 ha, nòng 34 ly 24cc ha, con này chụp giật trợ lực dây thiều nè. Thì nhiều anh mà có theo dõi kênh của em đó thì mấy anh thấy con này thì khá là quen thuộc luôn ha, chỉ cần anh em nhìn kiểu dáng thôi là anh em biết con máy liền, nhìn cái giá anh em biết liền luôn, không cần nói nhiều luôn. Nhưng mà cái này là cái công việc thì bắt buộc phải nói lại đi nói lại thôi đó, nhiều anh có che có xem rồi thì nhìn sơ là biết liền luôn đó, chế hai kim nhưng mà con này anh mới lên chế mới nha anh em đó, tâm liền tâm nhựa 242 đầu bộ zin ha, bình xăng trắng tinh luôn, chụp giật trợ lực dây thiều luôn, kêu quýt dòng Echo ha. C7 Echo nòng 34 ly 24cc ha, giá 1,5 triệu. C8 Magu công tắc C8 Magu 23 ha, nòng 32 ly 23cc, con này chế hai kim zin nha anh em, áo màu xanh cực kỳ đẹp luôn,
bình xăng bô trắng tinh luôn ha, bình xăng trắng tinh, bô trắng tinh luôn, tâm liền cũng nhựa, tâm cũng khá đẹp nè, 23 gà giữ ha nè, trắng co gin tầm bộ gin luôn ha, láp còn tem đây. Cái miếng này rồi giữa cái eo anh em, nó còn tem chữ magu luôn nè, magu chân ma đó, gin luôn nha anh em, C8 magu 23 ha, nồng 32 ly 23cc ha, giá 1,5 triệu, chơi 2 kim gin nha. C9 singu Singu 26 ha, nồng 34 ly 26cc. Này chạy chế dinh nha, chú là phía trước anh em. Công tắc thì em nói với lại là bật lên thì đã tắt ha, bật xuống rồi là mở. Đó, tâm liền tâm nhựa. Đầu bộ gin nha. Bình xăng trắng tinh luôn. Rồi C9 Singu nồng 34 ly 26cc ha, giá 1,5 triệu, chạy chế dinh nha. C10 Gobin Gobin này, Gobin 2510 ha. Đây, made in Japan. Nồng 34 ly ha, 25cc. Này cũng có chụp giật chỉ là chi thiệu luôn anh em. Chạy chế dinh. Công tắc ăn phía sau đây ha. Gobin, con này là tâm liền, tâm nhựa, tâm nhôm nha. Đây, còn tem đầy đủ luôn, NB210, 2510. Đầu bò gin ha. Quá dữ. Bình xăng trắng tinh luôn. Rồi C10 Gobin 2510, nồng 34 ly 25cc ha, giá 1,6 triệu. C11 con này xin đưa qua 23 ha, nồng 32 ly 23cc ha, chụp giật chạy lật chạy thiều. Con này công tắc phía trước anh em, bình xăng trắng tinh, chạy chế 2 kim zin. Đây, một cái chính sau, một cái chính gió ha, tâm liền ra giữ. Đầu bộ zin ha, láp còn chữ xin đưa qua đó nè, láp zin luôn ha, con này là zin nguyên con luôn, chụp giật chạy lật chạy thiều ha. Đây, tắt luôn. C11 Shinowa 23, nồng 32 ly ha, 23cc, giá 1,6 triệu. C12 Magu. Magu 26 ha, nồng 34 ly, 26cc, chạy chế quanh bà gột, tâm liền tâm nhựa ha, ra giữ. Láp còn chữ Magu luôn em, đó cái là ký hiệu chữ Magu ha. C12 Magu 26, nồng 34 ly 26cc ha, giá 1,7 triệu. C13 cũng là con Magu luôn ha. Này thứ nhất là cái bình xăng nó trắng nè anh em. Thứ hai là nó chạy chế le tự động nha, le đỏ tự động nè. Đóng le lên ra. Đó, le sẽ tự động nhảy về ha. Le đỏ tự động quanh bao gồ thì kim xăng. Áo màu vàng, áo đẹp. Cái này là nó ra bóp gin của Magu luôn. Láp gin luôn, đầy đủ luôn nha anh em, đầu bộ gin luôn ha. Đó. Tem mát đầy đủ, con này là gin nguyên cây. Le tự động nữa nha anh em. Bình xăng trắng tinh luôn. Đó, bởi vì nó mắc hơn con này 100 ngàn. Con này 1,8 triệu ha.
C13 Magu 26 nòng 34 ly 26cc ha, giá 1.8 triệu. C14 Echo 260 Echo 260 nòng 34 ly 26cc ha. Con này chụp giật chạy lật chạy thiều. Đó. Chế hai kim zin, bình xăng thì trắng tinh luôn, trắng như mới giặt luôn anh em. Tâm gầy tâm nhôm. Công tắc ở đây ha. Đi luôn nguyên cái lắp màu hồng. Đầu bộ zin luôn. Quá dữ. Tuyệt vời. 260. Rồi, C14 Echo 260 nòng 34 ly 26cc, chụp giật chạy lực chạy theo, tum gầy tum nhôm, chế hai kim zin, bình xăng trắng tinh, giá 2 triệu. Đọc như đọc thơ luôn. Cuối cùng là C15 Kawasaki. Kawasaki TD33 ha, nòng 37 ly 33cc, con này bình xăng dưới. Cực kỳ lai xăng, con này em đã lên chế hai kim cho anh em nha. Chế hai kim mới ha. Tùm gầy tùm nhôm, con này bố cung lớn nha. TD33 Kawasaki. Đầu bò zin ha, thì mấy con này anh em có thể vừa xới đất vừa mấy hỏi lá cũng được nữa nha, xịt thuốc cũng được nữa ha. Xịt thuốc thì con này anh em mua cái bình xịt thuốc tùm lớn ha. Cắt cỏ thì khỏi chê luôn, lại xăng nữa ha. Mà giá chỉ có 1 triệu 9 thôi. Đồng 37 ly 33cc ha, giá 1 triệu 9, C15. Rồi anh em nào chốt thì số điện thoại em nằm trên góc này nè ha anh em. Đó, chào tất cả anh em.